phương châm mà chúng tôi làm việc là luôn tránh những cái điều ồn ào không cần thiết. Chúng tôi muốn tập trung vào công việc của mình và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, sự chuyên nghiệp đối với từng cái tổ chức tại từng quốc gia và tạo ra một cái cuộc thi chuyên nghiệp uy tín và công bằng. Kính chào ban tổ chức. Tôi có hai câu hỏi hỏi ban tổ chức. Câu hỏi thứ nhất là gần đây thì Unimedia liên tục là bị lôi kéo về câu chuyện bản quyền dính tới Bitcosmo, thì không biết là ban tổ chức mình có chia sẻ những cái giải pháp hoặc là làm gì đó để cho cuộc thi Bitcosmo của mình không dính liên quan tới vấn đề nữa. Câu hỏi thứ hai là Bitcosmo Việt Nam mình là chọn một á hậu, thì với cái format mát của quốc tế thì mình cũng chọn một á hậu, thì mình chia sẻ thế phim ạ. Xin cảm ơn. Điều đầu tiên là cái câu hỏi liên quan đến những cái câu chuyện về bản quyền ở thời điểm gần đây. Thì tôi nghĩ là cái việc này ở trên những cái thảo luận trên mạng xã hội thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái góc nhìn của công luận cũng rất là rõ ràng. Khi chúng tôi bị lôi vào những cái câu chuyện về bản quyền không cần thiết, và thực tế chúng tôi điển hình một cái câu chuyện như giữa hai cái tên là Miss Cosmo với lại Cosmos International, về cơ bản đã là hai cái tên hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi không có cái ý định tạo ra một cái cuộc thi lại sao chép hoặc là giống như một cái cuộc thi khác đã từng có, bởi vì chúng tôi dồn rất là nhiều tâm huyết, sự đầu tư để tạo nên một cái thương hiệu mới của mình. Và nếu như không có tâm huyết, sự đầu tư và sự nghiêm túc chỉnh chu đó, chắc chắn chúng tôi sẽ không có được cái sự công nhận và sự tham gia ngay lập tức của hơn 70 quốc gia như vậy. Một cái điều nữa là cái phương châm mà chúng tôi làm việc là luôn tránh những cái điều ồn ào không cần thiết. Chúng tôi muốn tập trung vào công việc của mình và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, sự chuyên nghiệp đối với từng cái tổ chức tại từng quốc gia và tạo ra một cái cuộc thi chuyên nghiệp uy tín và công bằng. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái vấn đề thứ nhất. Đối với lại cái câu hỏi thứ hai, thì thật ra đối với format mà chỉ lựa chọn một hoa hậu, một á hậu, chúng tôi đã ứng dụng khá là thành công trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi tin là từng bước thì cái chiến lược này cũng sẽ thể hiện rõ hơn nữa cái sự thành công của nó. Tại vì trong một cái môi trường có càng ngày càng nhiều những danh hiệu và mỗi cuộc thi cũng càng ngày càng trao nhiều danh hiệu hơn, thì mong muốn của chúng tôi đó là tạo nên cái giá trị cho danh hiệu hơn là số lượng về danh hiệu. Vì vậy mà chúng tôi hạn chế số lượng để có thể tập trung vào việc phát triển cái hành trình đồng hành cùng các cô gái của mình trong nhiệm kỳ, và đảm bảo dù là hoa hậu, dù là á hậu của Miss Cosmo Việt Nam hay Miss Cosmo thì đều có được cái chỗ đứng của mình, đều có được cái vị trí của mình và đều có thể hiện thực hóa được những cái mong muốn, hoài bão của mình. Xin cảm ơn ạ. To briefly translate the answers previously, first of all, for the answer of the vision of the strategy development and vision of Miss Cosmo, we would like Miss Cosmo not only to become the beauty pageant, but also the beauty festivals, which means we aim to be number one in the world, and to become one of the most anticipated and loved beauty festivals all around the world, attracting not only beauty fans, but also people in Vietnam, all over the world, who cares about fashion, tourism, culture, and art. And the second vision we would like to do is we are currently promoting the ecosystem around Cosmo, a lot of brands, a lot of names, and another vision with that we would step-by-step franchise in the future in the world, so that Miss Cosmo is not only in Vietnam but also known worldwide all around the world. And we are step-by-step doing all of this, and we know that this vision is big, but we believe in the potential of the talents of the Vietnamese people to make it success. And also for the second question is about the topic. There is only one runner-up. So we were successful with the Miss Cosmo Vietnam, and our philosophy is about the quality, not the quantity. So we will provide the benefits for our beauty queens. We'll make sure. Another question about the unnecessary stories of copyright around Miss Cosmo 2024. As you can see on social media in Vietnam, there are some perspectives on this, but you can see that we never want and we never intended to copy or duplicate any kind of beauty pageants or beauty festivals. All we want to do is that we want to focus on the work, to be stay clear of the drama, and to work professionally with the organizations, with the brands, with the partners, so that we can bring the best values to the community with sustainable development.
Chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin chào ban tổ chức của cuộc thi Miss Cosmos ạ. Thì từ khi công bố cái cuộc thi Miss Cosmos thì trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền một số cái thông tin là đơn vị có Unigroup mất bản quyền một cuộc thi khác nên đã sáng tạo ra cuộc thi Miss Cosmos. Thì em không biết là cái thực hư thông tin này như thế nào. Và một cái câu hỏi thứ hai em muốn đặt cho ban tổ chức là từ lâu nay thì công chúng đang đổ dồn cái sự quan tâm về cái hệ thống cuộc thi gọi là Big Six, cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Thì không biết là trong tương lai thì cái ban tổ chức mình có mong muốn cuộc thi của mình được đặt chân vào trong cái tổ chức này không ạ? Em cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với cái câu hỏi đầu tiên, đó là về lý do tại sao chúng tôi sáng tạo nên cuộc thi Miss Cosmos, tôi nhận được câu hỏi này cũng rất là nhiều. Và đây chắc cũng là lần đầu tiên mà tôi chia sẻ sâu hơn vào trong câu chuyện tại sao mình lại tạo nên một cuộc thi Miss Cosmos. Mọi người hay nhìn vào và nghĩ là chúng tôi sáng tạo một cuộc thi quốc tế là bởi vì chúng tôi không hợp tác bản quyền quốc tế nữa. Nhưng mà quay trở lại cái thời điểm của năm 2022, thì ở thời điểm đó chúng tôi đã có ý định là tổ chức một cái cuộc thi quốc tế riêng của mình. Và nếu mà quý vị nhớ thì thật ra ở thời điểm 2022 chúng tôi cũng gọi là chạy đua trong cái cuộc đua để mua lại một tổ chức quốc tế. Ở thời điểm đó chính là cái tổ chức mà chúng tôi đang hợp tác. Đó là lý do mà tại sao năm 2022 chúng tôi mời rất là nhiều đội ngũ của tổ chức quốc tế đến Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì tổ chức quốc tế này lại được mua bởi một cái tổ chức khác. Và vì vậy chúng tôi quyết định là sẽ không tiếp tục hợp tác nữa. Và sau đó thì thực tế chúng tôi cũng đã tìm hiểu để mua lại khoảng 3 tổ chức quốc tế khác nhau. Tuy nhiên là sau cái quá trình tìm hiểu, đi sâu vào trong các báo cáo và phân tích thì chúng tôi quyết định là mình hoàn toàn có thể tự tay kiến tạo lên một cái cuộc thi quốc tế của người Việt bằng cái kinh nghiệm, bằng cái nhiệt huyết và bằng cái network mà chúng tôi đang sở hữu trên toàn thế giới. Mặc dù nếu mà nói thật là quay lại thời điểm và hỏi là chúng tôi có chắc chắn 100% mình sẽ thành công hay không thì tôi không chắc. Nhưng mà bằng cái quyết tâm và bằng tất cả những cái sự ủng hộ của đội ngũ, và tôi nghĩ là có thêm một cái động lực ở cái thời điểm về câu chuyện bản quyền nữa, thì tất cả những gì chúng tôi tạo nên đã nhận được cái sự ủng hộ vô cùng lớn. Và cho tới bây giờ, những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay được ngày hôm nay, sự đồng ý tham gia của hơn 70 quốc gia và một cái cuộc thi quốc tế đã được ra đời ngay tại Việt Nam, thì chúng tôi tự hào là mình đã làm được. And for the second question, do you want Miss Cosmos to become one of the big six beauty pageants of the world? So before I answer the second question, I want to answer my question in English, because that's very important, because a lot of partner and organizations working with us, they want to know the reason why I initiate a global platform. So I share a story that back to 2022 that we intend to acquire another organization. The organization that we are working with, at that time, they are offer of selling their organization. So we run in for the bidding of that organization. And we all know the story that then the other organization taking that. So we work with the other competition. We're trying to find another organization to acquire. But after deep dive into the financial status, I decided that we totally have the capacity of doing our own beauty pageant. And I initiate one, and that's how Miss Cosmos was born. And with our reputation, with our network all around the world, and our resources in-house, and the support from our group, we make it happen today. The reason why we have that press conference to announce you the first edition of Miss Cosmos. Thank you.